Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay là một cái khung cảnh có thể nói là hết sức là thú vị luôn. Mình đang ở trong một cái chuồng mình nhốt quần thể anh em ạ. Ngay sau lưng mình này, chim bồ câu nó đậu ở trên này cũng có luôn. Cặp chim bồ câu đây là cặp chim bồ câu giống anh em nhé. Đây là chuồng này là mình để làm giống mà mình xuất đi cung cấp cho những anh em nào mà có nhu cầu nuôi bồ câu đấy. Thì số lượng tất cả đây là mình đã có người đặt hàng hết rồi anh em ạ, đặt hàng hết rồi. Thì bây giờ tại vì cái thời điểm mà Tết ấy, cũng như là đại dịch á, Covid-19 nó xuất hiện thêm đợt Covid thứ ba thì một số địa phương nó đang bị cách ly, quá trình di chuyển nó hơi khó khăn một tí. Thì khi nào mà cái tình hình nó tạm ổn thì mình sẽ vận chuyển chim bồ câu này đi cho khách. Các chim bồ câu này chuẩn bị sinh sản hết rồi anh em nhé, sinh sản hết rồi đấy. Đây là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt luôn anh em. Thì ngày hôm nay không phải là mình giới thiệu chơi cho anh em về cái chuồng quần thể này đây, thì mình chia sẻ cho anh em một cái thêm về một cái bí quyết để mình làm sao mình ghép cặp cho chim bồ câu nó thành công, ghép cặp cho chim bồ câu thành công nhé. Thì đối với những anh em mà nuôi chim bồ câu á, thì khi mà anh em mà bắt cặp cho nó, phân biệt trống mái cho nó, mình ghép cặp á, thì nó xảy ra một cái trường hợp đó là chim bồ câu nó hay đánh nhau anh em. Chim bồ câu nó hay đánh nhau, nó xảy ra một số ít thôi nhưng mà vẫn có. Thì mình làm sao để mình giải quyết cái vấn đề đó được, thì anh em để ý là ở hệ thống chặt của mình á, trên kênh Nông Dân Làm Giàu á, thì mình hay có một cái chuồng quần thể, có thể là to, có thể là bé, mình thả chim ở trong đó. Thì để chim bồ câu nó tự bắt cặp với nhau, những cái cặp nào nó khó tính quá thì nó sẽ tự bắt cặp đối với những con khác, tự bắt cặp với những con khác đấy nhé. Có thể là mình thả chung vào đây này, mình thả chung hết vào đây thì chim bồ câu nó tự tìm bạn tình của nó, tự tìm bạn đời của nó. Thì khi mà anh em để ý những cặp nào mà mình thả vào, mình mới thả vào á, thì nó bắt tự bắt cặp với nhau á, thì anh em sẽ mình để cái vợt, ở bên ngoài đây. Để mình sẽ cầm cái vợt đấy anh em nhé. Mình sẽ cầm cái vợt đó, mình sẽ bắt chim bồ câu bằng cái vợt đấy. Xong rồi mình đây anh em, mình cầm cái vợt này này, cầm cái vợt ở bên trong này. Cái vợt này mình bắt chim bồ câu đấy, nhưng mà mình bỏ vào cái chuồng nuôi công nghiệp của mình nhá, thì cái đó là chuẩn xác 100% luôn. Cặp đó là cặp chuẩn 100% luôn, không bao giờ mình nghĩ sai được, không bao giờ có tình trạng mà chim bồ câu nó đánh nhau nữa. Mặc dù là xảy ra ở số ít thôi nhưng mà vẫn có. Thì để tìm cái cách khắc phục như vậy thì mình sẽ thả chung vô trong một cái quần thể, thì mình sẽ nó tự tìm bạn đời của nó, thì mình sẽ thành công 100% lắm. Anh em thấy này, cặp chim bồ câu kia thái siêu thịt, cặp giống này tầm khoảng 3 bùng, thì mình sẽ vận chuyển đi cho khách, họ đã đặt hết rồi. Đây chỉ là một số ít thôi anh em ạ. Trại của mình thì anh em cũng xem thử trên YouTube thì anh em biết rồi. Khả năng nguồn lực của trại mình thì nói chung là thừa sức để cung cấp cho tất cả những anh em trên cả nước nào có nhu cầu về nuôi bồ câu. Thì cái dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này thì mình hay nói là dòng chim bồ câu chất lượng nhất hiện nay, siêu to, siêu đẻ và siêu thịt luôn anh em, rất là khủng. Quay trở lại với cái việc mà những cặp chim bồ câu nó đánh nhau ấy, thì anh em bắt vào buổi tối anh em nhé. Khi mà mình đã xác định rõ, mình để ý nó là nó tự phân cặp ở trong cái chuồng quần thể, thì mình sẽ bắt vào buổi tối. Buổi tối thì mình bắt nó dễ dàng rất là nhiều, thì buổi tối nó ngủ sát cặp nhau hơn. Có thể đây mình để ý này,
là mình lấy một cái ví dụ đi, hai con bên này có thể là nó là một cặp đó, hai bên này có thể là nó là một cặp, tại vì chim bồ câu nó đây anh em bên kia nha, cái lồng bên cái cửa sắt đó, hai con đó là chắc chắn là một cặp chống mái đó anh em, vì nó đã tự thân cặp với nhau như vậy rồi. Thì mình sẽ buổi tối thì mình sẽ đi bắt nó. Còn đối với những cặp này thì mình mai mốt mình bắt giao một phân biệt chống mái, mình ghép là coi như là em ru luôn anh em, mình em ru luôn chuẩn xác 100%. Nuôi chim bồ câu nó có mặc dù là có những cái phân biệt chống mái, nhưng mà khi mà mình biết phân biệt rồi thì nó trở thành một cái vấn đề là rất là dễ dàng anh em, rất là dễ luôn. Thì anh em nhìn, anh em có thể thấy chim bồ câu rất là đẹp, to và khỏe. Và đặc biệt cái giống chim bồ câu tuy đang thái siêu thịt này là không bị bệnh anh em nhé. Nó có một cái ưu điểm mà mình hay nhắc đi nhắc lại đối với anh em nuôi bồ câu đó, đó là chim bồ câu này nó hay lắm anh em. Giống chim bồ câu này rất hay luôn, không bao giờ bị bệnh. Nếu mà nó nổi, nó có thì nó chỉ bị nổi trái thôi, là do bụng mũi cắn thôi anh em ạ. Mua thuốc tím anh em về nó bôi là ok hết. Chim rất khỏe, rất to và đẹp anh em. Anh em để ý kỹ nha, là chim bồ câu ở trại của mình á, là cái lông của nó rất là mượt anh em. Cái lông của nó rất là mượt. Anh em có thể đi ở những cái trại khác và khu vực khác á, anh em để ý là và chim bồ câu cái lông của nó không được mượt lắm á. Thì anh em để ý kiếm là cái con cặp giống mà nó chất lượng thì cái lông của nó thì phải là mượt này, mượt, vỏ của nó thì không bị bật, không bị dị tật, không bị tật chân. Và có một cái là anh em để ý kiếm cái nhân chung của nó, đối với cặp nào mà còn sinh sản tốt đó, thì cái nhân chung của nó là nó không có sần sùi anh em nhé, nó không có sần sùi, nó chóc vẩy, đặc biệt là cái đầu gối của nó, cái đầu gối của nó đây, mình bắt anh em xem luôn. À ở cái đây cái mình hay nói cái đầu gối là cái gì, cái đầu gối là cái phía sau này anh em này, nó đừng có bị chai nhé, nó không bị chai nhé. Em có thể thấy này, chim bồ câu titan thái siêu thịt này, nhìn khủng không anh em, nhìn rất là đã luôn, nhìn rất là đã luôn, nhìn lông của nó rất là mượt. Những cặp này là chuẩn bị vào đẻ hết rồi đấy anh em. Đấy anh em nuôi chim bồ câu thì sẽ có những cái kiến thức cơ bản để có gì anh em nắm. Còn chim bồ câu titan thái siêu thịt thì là một cái dòng của nó là cực kỳ tuyệt vời rồi. Đấy anh em có thể thấy này, rất đã luôn. Và chim bồ câu mà chuẩn bị vào đẻ thì anh em để ý kỹ cái cường của nó, là nó lên màu hết rồi nhé, lên màu rất là đẹp. Con bò nó rất là lớn anh em, có những con chim bồ câu rất là lớn. Cái con to này là con trống đó anh em ạ. Như mình nói là anh em mà phân biệt chống mái, anh em đừng có dựa vào kích cỡ của nó nhá, kích cỡ độ to của nó nhá, mà anh em để ý vào cái lỗ mũi của nó, mình hay gọi là cái nhân chung đó. Cái nhân chung của con chim bồ câu trống nó to hơn con mái rất là nhiều anh em. Em để ý kỹ này, nhân chung của con này rất là lớn. Đấy, to hơn con mái bên cạnh nhiều không? Nhân chung lỗ mũi và con chim bồ câu mái á, thì cái mỏ của nó dài hơn, nó nhọn hơn. Nói chung là khi mà mình nuôi chim bồ câu mà thành tháo á, thì mình nhìn từ xa, chỉ cần nhìn từ xa là mình đã biết là con đó là con trống hay con mái rồi anh em ạ. Mình không cần phải bắt nó lên mình kiểm tra. Nhưng mà đối với những anh em nào mà nuôi chưa quen á, thì có thể là mình nhìn bằng mắt này, mình đánh giá bước đầu tiên, và bước thứ hai là mình sờ vào cái khớp, cái chỗ háng nó, chỗ đít nó. Con nào mà nó rộng á là con đó là con mái nha.
con nào con trống thì nó hẹp hơn một tí, tại vì con mái thì nó rộng thì nó mới đẻ được anh em. Đó là những cái kiến thức mà cực kỳ đơn giản luôn á. Làm giống thì đúng là quá mỹ mãn luôn. Mình nuôi ở trên ở Bình Dương và khu vực Tây Nguyên này thì là hai cái địa phương mà nó có một cái điều kiện khí hậu nó tương đối tốt, thuận lợi để mình chăm sóc anh em. Còn mình nuôi nói chung là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này thì có một cái cực kỳ hay, đó là mình nuôi ở Việt Nam thì nuôi ở đâu cũng được, khí hậu ở đâu nó cũng rất là thuận lợi anh em ạ. Rất là hay luôn. Hai con này là hai cái này, cặp này là tự bắt cặp với nhau đấy anh em này. Mà nếu mà anh em nào mà không mà lựa chọn cái cách này thì anh em lựa buổi tối ấy. Tối mình đến mình bắt. Rồi video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây nhé. Rồi hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo, thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của mình. Và anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì có gì bấm đăng ký kênh của mình nhé, để mình có nhiều động lực để mình làm thêm video để cho anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.